Ngày 23 tháng 11, Công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings công bố việc nhận được quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp phong tỏa tài khoản công ty của Cục Thuế thành phố Hà Nội. Theo đó, ngày 16 tháng 11, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã ra 17 quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp này. Nguyên nhân khiến Apax Holdings bị cưỡng chế thuế là do người nộp thuế có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế. APEC Holdings có vốn điều lệ hơn 830 tỷ đồng, lĩnh vực kinh doanh chính của APEC Holdings là giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có các hoạt động kinh doanh truyền thống là đầu tư tài chính dài hạn, dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn xúc tiến thương mại. Về tình hình kinh doanh, tới cuối quý 3 2022, APEC Holdings ghi nhận nợ phải trả là 3.190 tỷ đồng. APEC English, công ty con của APEC Holdings, thông báo tái cấu trúc hệ thống kể từ ngày 25 tháng 11. Thông báo này diễn ra sau khi hàng loạt trung tâm Anh ngữ APEC Leaders bị giáo viên tố nợ lương, phụ huynh đòi tiền.